Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chương trình livestream ngày hôm nay của hệ thống bệnh viện Mắt iTech. Chúng tôi rất vui vì được gặp gỡ quý vị khán giả vào lúc 15 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, mắt lác hay còn gọi là mắt lé là hiện tượng mắt bị lệch trục và mắt thì có thể đi vào trong, ra ngoài, lên trên hoặc xuống dưới do có sự không cân bằng của các cơ vận nhãn. Và điều này thì khiến cho hai mắt không thể nhìn cùng về một hướng và làm cho chúng ta không thể nhìn được chính xác vào một vật. Và qua thời gian thì mắt lác sẽ bị yếu hơn và dần bị mất thị lực do bộ não của chúng ta chỉ dùng các tín hiệu từ mắt khỏe hơn. Và tình trạng mắt nếu lác không được điều trị sớm thì sẽ làm giảm thị lực dẫn tới nhược thị. Và ngày hôm nay với chủ đề điều trị mắt lác lấy lại sự tự tin, chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị khán giả những thông tin hữu ích về bệnh lý này cùng với sự tư vấn chuyên môn từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Xanh, hiện đang là giám đốc hệ thống bệnh viện Mắt iTech. Xin chào bác sĩ ạ. Chào bạn MC, xin chào quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì chương trình của chúng tôi sẽ gửi tặng tới quý vị khán giả 10 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, tương ứng với một gói khám mắt miễn phí tại 3 cơ sở của hệ thống bệnh viện, bao gồm Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội tại 51, 53, 55 Trần Nhân Tông, Bệnh viện Chuyên khoa Mắt iTech tại 55 Hàm Long và phòng khám mắt kỹ thuật cao tại 480 Thụy Khuê, dành cho 10 vị khán giả nhanh tay tương tác hoặc là câu hỏi về cho bác sĩ của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh mắt lác thì xuất hiện khi 6 cơ xung quanh mắt không phối hợp hoạt động nhịp nhàng với nhau. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là nguyên nhân gây mắt lác và có những dấu hiệu nhận biết nào về bệnh lý này không ạ? Chúng ta cũng hiểu là một con người thì có hai cái mắt, lúc nào cũng phải là cùng chí hướng, đúng không ạ? Nhìn sang phải thì cũng phải cùng nhìn sang phải, bởi vì lúc nào mình cũng là nhìn cùng một mục tiêu. Và cũng hiểu hôm nay là đồng sàng nhưng là dị mộng thì gọi là mắt lác, hoặc là hai mắt thì nhìn hai chi hướng khác nhau. Nhưng khi một cơ thể hoàn thiện thì hai cái mắt cũng phải đồng nhất và cái não nó sẽ xử lý tín hiệu của hai mắt cùng một cái vật tiêu. Nhưng khi mà mỗi một mắt nhìn một vật tiêu khác nhau thì thực sự cái não của mình sẽ rất là khó xử lý tín hiệu đó, và đôi khi cơ thể sẽ cắt đi cái tín hiệu mà của cái mắt yếu hơn, dẫn đến chỉ sử dụng một mắt và cái mắt còn lại sẽ dẫn đến nhược thị. Lác thì có thể chia được nhiều loại, ví dụ như là lác trong, lác ngoài, thậm lác trên hoặc lác dưới, thậm chí là có thể gọi chúng tôi nhiều rất nhiều những cái từ ngữ chuyên môn mà có thể mình nói ra đây thì nó hơi khó hiểu, ví dụ như là lác luân phiên, rồi lác đồng hành, hoặc là những cái lác mắc phải hoặc là lác bẩm sinh. Đôi khi có thể nguyên nhân do những cái tật khúc xạ, mà phần lớn là do tật khúc xạ, đặc biệt là ở trẻ em. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Như vậy là vừa rồi bác sĩ Xanh vừa chia sẻ cho quý vị khán giả một số những cái tên gọi thông thường của bệnh lý mắt lác. Vậy thì theo bác sĩ thì mắt lác thì thường sẽ có những dấu hiệu nhận biết như thế nào? Như tôi đã nói lúc nãy thì khi mà nó không cùng một chí hướng, có nghĩa là hai mắt có thể nhìn theo hai hướng khác nhau, đó là một dấu hiệu mà dễ nhận biết nhất. Đặc biệt là khi mà ở trẻ em thì bố mẹ hay rất là quan tâm đến những cái con trẻ, và khi mà nhìn thấy bất kể một cái dấu hiệu nào trên cái nó khác biệt trên cái thiên thần của mình thì đều bố mẹ đều lo lắng cả, và rất là may mắn cho những bạn trẻ nào mà được bố mẹ quan tâm như thế. Khi mà phát hiện ra những dấu hiệu bất thường, ví dụ đấy nó là sự lệch trục của hai mắt nhìn theo hai hướng khác nhau, thì khi mà phát hiện ra dấu hiệu như thế thì bố mẹ sẽ phải cho bé đi khám. Có những trẻ hơi lớn hơn một chút thì có những bạn nhìn nghiêng đầu, hoặc là giống như gọi là cái phẹo cổ ấy, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà mình có thể phải đưa con đi khám mắt chứ không hẳn là khám về thần kinh. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Như vậy là bệnh lác mắt thì sẽ có rất nhiều những tên gọi khác nhau, có những dấu hiệu và nguyên nhân khác nhau. Và đây là một bệnh lý thì tôi nghĩ rằng là nó cũng khá là phức tạp và sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến thẩm mỹ cũng như là cái nhu cầu nhìn của các con. Vì thế khi mà bố mẹ phát hiện ra con có những cái dấu hiệu bất thường tại mắt thì bố mẹ cần phải đưa con tới những cái bệnh viện chuyên khoa mắt uy tín hoặc là phòng khám chuyên khoa mắt để được các bác sĩ của chúng tôi thăm khám kiểm tra xem là con đang bị lác ở dạng nào và cái mức độ lác này có nguy hiểm hay không, để được các bác sĩ đưa ra hướng xử lý kịp thời và sớm nhất cho con.
Và bệnh mắt lác thì là một bệnh thường gặp và đặc biệt là ở trẻ em. Và điều trị lác thì giúp cho các con khôi phục về tính thẩm mỹ, hỗ trợ và cải thiện kết quả học tập cũng như là sinh hoạt. Và dạo gần đây thì bệnh viện của chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị khán giả về quy trình điều trị lác tại Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội thì sẽ diễn ra như thế nào. Thì qua live stream ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ chia sẻ với quý bệnh nhân. Đó, tùy theo cái khi mà phát hiện ra bệnh lý lác thì chúng tôi sẽ phải tìm được nguyên nhân. Do phần lớn ở trẻ em thì nó do tật khúc xạ, và nếu như mình phát hiện ra tật khúc xạ mà chỉnh kính mà các bạn ấy cải thiện thì sẽ sử dụng cái chỉnh kính. Còn khi mà chỉnh kính cũng không có hiệu quả hoặc là hiệu quả hạn chế thì có thể nghĩ đến những cái phương pháp khác như là phẫu thuật. Và càng cái tuổi can thiệp càng sớm thì cái hồi phục về chức năng thị giác của hai mắt cho các con càng hoàn thiện. Bởi vì khi mà càng lớn lên thì cái xử lý tín hiệu từ não với hình ảnh của hai mắt, mà nếu như mà mình xử lý muộn thì đôi khi nó rất là khó để hòa hợp được cái thị giác của hai mắt. Vì vậy nếu mà can thiệp càng muộn thì cái thời gian mà tập rồi, hoặc là cái thời gian đôi khi có những trường hợp mà cứ phẫu thuật xong rồi là nó lại bị mắc trở lại. Vì vậy tại sao mà chúng ta cứ bảo hay bị tái phát, và mọi người dân hay bố mẹ đều đi khám hoặc khi phẫu thuật đều hỏi này có bị lại hay không. Thực sự nếu như mà cái não mà nó không xử lý được tín hiệu của hai mắt, tức là nó không dẫn đến hợp thị của hai mắt, thì đương nhiên nó sẽ lại trở lại cái bị lắc như ban đầu. Và đôi khi có những cái trường hợp chúng tôi đã gặp là phẫu thuật đến 3-4 lần nhưng mà thất bại. Và khi mà gặp những tư vấn những trường hợp như thế, đôi khi chúng tôi phải từ chối phẫu thuật lần tiếp theo, bởi vì thực ra thì khi đó thì nó quá cái, hoặc là mình không thể hợp thị được hai mắt. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Như vậy là với những cái bệnh nhân mà bị lác mắt, đặc biệt là trẻ em, thì nguyên nhân chính là lác mắt do tật khúc xạ. Và với những nhóm đối tượng này thì đầu tiên chúng tôi cần phải xử lý là phải chỉnh cho bệnh nhân một cái kính phù hợp. Sau khi mà bệnh nhân được chỉnh kính phù hợp xong thì chúng ta sẽ kiểm tra là khi bệnh nhân đeo kính này thì cái tình trạng lắc mắt của bệnh nhân thì liệu có thuyên giảm hay không. Và nếu như mà tình trạng này được cải thiện thì có thể là bệnh nhân sẽ không cần phải phẫu thuật lác. Và nếu như tình trạng không cải thiện, bệnh nhân mà phẫu thuật lác thì thường sau phẫu thuật lác thì chúng tôi cũng sẽ có tư vấn cho bệnh nhân những cái bài tập điều trị, cũng như là để bệnh nhân có thể là tập về thị giác hai mắt để cải thiện, thứ nhất là về cái thẩm mỹ, thứ nhất là về thẩm mỹ của bệnh nhân, và sau đó là cải thiện đến chức năng thị giác của bệnh nhân. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi tới bác sĩ những câu hỏi mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình như sau. Và đầu tiên là câu hỏi của vị khán giả có tên là Hà Trần. Chào chương trình, chào bác sĩ. Em năm nay 25 tuổi và em bị lác từ nhỏ. Do gia đình khó khăn nên là em không điều trị sớm. Nay em đi mổ lác thì để dự định cho tương lai sắp tới. Vậy thì em có tìm hiểu về Bệnh viện Mắt Kỹ thuật Cao Hà Nội có phẫu thuật lác nên em có những băn khoăn như sau. Một, thời gian phẫu thuật lác bao lâu, và sau mổ thì mình sẽ băng mắt trong thời gian bao lâu? Và hai là sau mổ thì em có phải nằm viện hay không, và bao lâu thì em có thể sử dụng lại điện thoại, máy tính để làm việc? Và cuối cùng là sau khi mổ thì mắt em bị đỏ bao lâu, và bao lâu thì mắt em trông như người bình thường? Xin mời bác sĩ ạ. Câu hỏi của bạn ở cái lứa tuổi này thì đúng là tôi cũng nghĩ nó tương đối nhạy cảm, đúng không ạ? Khi mà chúng ta gần đến cái lúc mà có những cái việc hệ trọng trong đời rồi, khi mà đi chụp ảnh vì cái lý do này lý do khác mà bắt đầu mình mới thấy rằng là nó không ổn với lại cái đôi mắt của mình, và đến lúc đó thì mình mới có nhu cầu để đi phẫu thuật. Và nhất là ở lứa tuổi của bạn thì chúng tôi rất là thông cảm, và cũng thực sự là cũng phải chia sẻ với bạn rằng là với những cái tuổi của các bạn, nếu mà tùy theo cái độ hoặc là tùy theo những cái nguyên nhân mà có thể mình chỉ chỉnh về mặt thẩm mỹ chứ không chỉnh được hoàn toàn về mặt chức năng. Và cái thời gian phẫu thuật của cái bệnh này thì nó cũng rất là nhanh, trong vòng ngày, trong một ngày bạn đã có thể ra viện. Và thường phẫu thuật lác thì phải can thiệp vào các cái cơ, có thể nó tùy theo độ, độ càng ít thì càng can thiệp ít cơ thì cái mắt nó sẽ đỡ bị sưng, đỡ bị đỏ hơn, đỡ bị đau hơn. Còn có những cái độ cần phải can thiệp đến cả hai mắt, thậm chí phải can thiệp đến cả bốn cơ thì cái thời gian nó hồi phục nó sẽ chậm hơn một chút và đỏ. Nhưng mà thường những cái dấu hiệu đó thì cũng hết trong vòng một tháng đồng.
Theo tôi thì tùy theo cơ địa, nhưng mà tối đa có thể một tháng đầu các bạn sẽ như trở lại như một năm bình thường. Dạ vâng, như vậy là với trường hợp của bạn Hà Trần thì bạn cần phải chuẩn bị thời gian cũng là như là tâm lý, thì trong vòng một tháng đầu, một tháng thì sau thời gian một tháng thì có thể là mắt bạn thì sẽ được như những người bình thường khác. Thứ nhất là về mặt thẩm mỹ, còn về mặt chức năng thị giác thì mời bạn đến với bệnh viện của chúng tôi để được các bác sĩ thăm khám xem là hiện tại là cái tình trạng lát của bạn đang ở mức độ nào, và cái tiên lượng hồi phục thì sẽ được các bác sĩ của chúng tôi tư vấn cho bạn sau khi mà các bác sĩ đã thăm khám. Và vừa rồi thì bạn Hà Trần có một thắc mắc nữa muốn gửi tới cho bác sĩ Sai là sau thời gian phẫu thuật là bao lâu thì bạn ấy có thể sử dụng lại điện thoại cũng như là các thiết bị điện tử. Thực ra cái vấn đề này thì nó cũng không có một cái quy định cụ thể nữa. Trong cái vấn đề mà sử dụng máy tính hay điện thoại, thực ra thì sau khi phẫu thuật thì có phải sử dụng đến chỉ không, và chức năng cơ có thể là bị cắt hoặc là bị rút ngắn hoặc là mùi cơ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng. Ví dụ khi mình nhìn sang phải, sang trái hoặc là lên trên người có thể nó kích thích, nó gây đau. Còn khi mà bạn cảm thấy nhìn nó thoải mái thì bạn vẫn có thể sử dụng. Thường là chúng tôi khuyên trong vòng 1 đến 2 tuần đầu trong cái thời gian hậu phẫu thì hạn chế thôi, chứ còn thực sự là cũng không ai mà đi kiểm soát được tất cả các bạn, bảo là cấm tuyệt đối máy tính với điện thoại cũng không hẳn, đúng không? Có thể là ngay ngày hôm sau nữa các bạn ấy đã sử dụng rồi thì bác sĩ cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được cái vấn đề đó. Chỉ là khuyên là mình khi nào mình cảm thấy mắt nó nhìn cảm thấy tương đối thoải mái và nó đỡ mệt thì mình có thể sử dụng bình thường. Dạ vâng, xin lỗi bác sĩ ạ. Và bạn Hà Trần hãy nhớ sắp xếp thời gian cũng như là công việc một cách thật hợp lý để bạn có thể là đi phẫu thuật lát vào thời gian sớm nhất để cải thiện thẩm mỹ cũng như là thể lực của mình. Và câu hỏi tiếp theo của chương trình thì gửi tới từ vị khán giả có tên là Kim Ngọc như sau. Chào bác sĩ, con em năm nay là 8 tuổi, lát ngoài bên phiên, khi đi khám thì được chỉ định là phẫu thuật mắt lát. Nhưng mà em băn khoăn là phẫu thuật xong thì con có bị tái phát lại hay không? Và sau phẫu thuật thì con có phải kiêng cữ để tránh tái lại hay không ạ? Xin mời bác sĩ. 8 tuổi là một cái giai đoạn mà gần như là giai đoạn tương đối muộn. Nếu như so sánh mà mình cũng có thể là gọi là còn giai đoạn vàng để mà can thiệp được cho con của bạn. Bởi vì ngoài 8 tuổi ra thì cái chức năng thị giác nó bắt đầu hoàn thiện. Và cái sự mà khi mà mình sau này kể cả là mình có chỉnh đúng, phẫu thuật đúng, thì cái việc mà chỉnh thị để hợp thị hai mắt cũng là một vấn đề đối với các bạn ạ. Cho nên là càng với cái bạn này mà đã khám mà đã có chỉ định phẫu thuật thì theo tôi khuyên thì càng phẫu thuật sớm cho bạn thì cái hiệu quả của cái việc mà phẫu thuật đó nó càng được hiệu quả hơn. Tuy nhiên mà khi mà giả sử như bạn đến với bệnh viện chúng tôi phải đánh giá đầy đủ để tìm nguyên nhân, để khắc phục xem là mình có chỉnh được quang không. Nếu mà chỉnh quang thất bại thì chúng ta mới phải can thiệp đến phẫu thuật. Tuy nhiên là đấy, như tôi nói là cái giai đoạn vàng, cho nên là mình cần phải rất là nhanh chóng xác định được cái mức độ. Chúng tôi có các chuyên gia để xác định xem là cái mức độ hợp thị của hai mắt, xem là tiên lượng, xem là cái mức độ can thiệp của bạn với chỉnh quang hay là phải phẫu thuật. Bởi vì cái này thì đó là giai đoạn vàng, cho nên là mình phải rất nhanh chóng. Bởi vì quá cái giai đoạn 8 tuổi là mắt bắt đầu nó hoàn thiện, mặc dù bây giờ cái quan điểm là có thể cái mức độ hợp thị của hai mắt có thể là người ta nói là đến muộn hơn vẫn có thể chỉnh được. Và chúng tôi cũng đã gặp những cái trường hợp mà có thể là đến 19-20 sau khi phẫu thuật họ vẫn hợp thị được. Đó là một số ít các trường hợp. Như con bạn là lắc ngoài luân phiên thì thường là cái lắc luân phiên thì cái khả năng hợp thị của hai mắt sau này nó vẫn có khả năng là thuận lợi hơn các cái bạn mà bị gần như là một cái nát cố định. Thì cái mức độ như này thì thường là chúng tôi cần phải đánh giá cụ thể để chúng tôi cho bạn một cái lời khuyên tốt hơn. Dạ vâng, xin lỗi bác sĩ ạ. Như vậy là qua cái trường hợp này thì chúng ta thấy rằng là việc mà phát hiện ra sớm tình trạng lát mắt lát của con là vô cùng quan trọng. Và
Và hiện nay ở Việt Nam thì tôi thấy rằng là các phụ huynh khá là chủ quan trong việc là thăm khám mắt cũng như là sàng lọc mắt ban đầu. Thông thường thì các con chỉ được khám mắt khi mà các con đi vào cấp 1 hoặc cấp 1, khi mà các con thấy nhìn mờ hay là có cái sự phản ánh từ thầy cô giáo thì phụ huynh mới đưa chúng con đi khám mắt. Nhưng mà trên thực tế thì khi mà các bạn đến ngoài 6 tháng tuổi đến mức độ là 3 tuổi thì chúng ta hoàn toàn là có thể được thăm khám mắt được cho con bằng cái những phương pháp như là đèn soi bóng đồng tử hoặc là thuốc điều đầu tiết, cũng như là những cái test về mắt lát thì chúng ta hoàn toàn là có thể kiểm tra được, thứ nhất là về tật khúc xạ, thứ hai là tình trạng lát lé mắt của các con. Vì thế khi mà trong những cái giai đoạn đầu của con thì bố mẹ cần phải đưa con đi khám sớm để chúng ta có thể xác định chính xác được là cái mức độ cũng như là cái tình trạng mắt hiện tại của con, thì các bác sĩ của chúng tôi đưa ra những cái lời khuyên thích hợp nhất tại thời điểm đó của mắt con. Và tiếp theo câu hỏi đến từ vị khán giả có tên là Mỹ Lan gửi tới cho chương trình như sau. Chào bác sĩ, con của em năm nay là 6 tháng tuổi. Em quan sát là mắt cháu nhìn hai hướng khác nhau và em thì đang rất lo lắng. Vậy thì tình trạng mắt của con em thì có chữa khỏi được hay không? Em cảm ơn bác sĩ. Cái lứa tuổi mà 6 tháng mà nhìn hướng rất rõ. Thường là các bạn nhỏ thì có cái xu hướng là mắt trong, gọi là do cái quy tụ. Thì cái đó thì cũng không đến mức độ đáng ngại quá ở cái lứa tuổi 6 tuổi. Nhưng mà nếu mà nhìn mà nó quá mức độ thì hoặc là cái nắp ngoài mà nó rõ rệt quá thì chúng ta cần phải cho con đi khám sớm. Bởi vì không hẳn là ngoài cái tật khúc xạ là cái mà mình còn có thể trì hoãn được, nhưng có những cái bệnh lý khác, ví dụ như đó là bệnh của thần kinh, thậm chí là có những cái cháu còn bị cả ung thư niêm mạc võng mạc hoặc có cái dấu hiệu thủ não, thì với cái quan sát của các bạn mà thực sự đã thấy một cái mức độ mà nhìn rõ rệt và thấy lo lắng thì theo chúng tôi khuyên thì nên cho đi kiểm tra để các bác sĩ có thể đánh giá được thực trạng và cho những cái lời khuyên hay là những cái tư vấn. Cũng có những cái bố mẹ mà nhìn thấy con nhìn rất là rõ rệt là cái nắp trong, mà nhưng mà khi đi khám thì chúng tôi lại bảo cái này nó chỉ là một cái độ nắp giả thôi, đó là do cái góc trong của mắt nó xa nhau quá, thì cái mức độ đó thì nhìn rất là giống, rất giống là cái nắp trong, và đôi khi bố mẹ hoặc là ông bà thì sợ là lớn lên thì sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì cũng cho đi kiểm tra sớm. Nhưng mà khi mà chúng tôi phát hiện ra thì bảo thôi cái này cũng không có đáng ngại đó, thì cần phải đi khám để bạn bớt lo lắng, và cũng nếu mà có tìm ra được nguyên nhân thì mình cũng can thiệp được kịp thời sớm hơn. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Như vậy là qua những chia sẻ cũng như là lời khuyên của bác sĩ Xanh thì với trường hợp bệnh nhân này thì bệnh nhân 6 tháng tuổi thì chúng ta khi mà có những cái nghi ngờ tại mắt thì bố mẹ hoàn toàn có thể đưa con tới những cơ sở khám mắt uy tín để các bác sĩ của chúng tôi kiểm tra lại, ngoài việc là sàng lọc các bạn đến về tật khúc xạ về lắc lé, ngoài ra thì cũng sẽ sàng lọc thêm những cái bệnh lý tại mắt khác nữa. Và tôi nghĩ rằng là đây cũng là một trong những cái việc rất là tốt cho mắt của con. Vì thế thì mời bố mẹ đưa con đến với bệnh viện của chúng tôi thì con được thăm khám kỹ hơn. Và thưa bác sĩ, và trong quá trình thăm khám và chữa bệnh thì bác sĩ đã nhiều lần điều trị cho các bệnh nhân lác từ bé, nhưng vì nhiều lý do như là kinh tế gia đình rồi là bố mẹ bận rộn công việc thì chưa cho con đi khám sớm hơn, mà thường qua giai đoạn vàng khi mà trẻ đã lớn và việc điều trị này thì càng trở nên khó khăn hơn. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái vấn đề mà bác thường gặp phải ở trẻ không được điều trị sớm, gây ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của bạn không? Với một cái trường hợp mà trẻ thường là phát hiện muộn thì hầu hết như chúng tôi đã nói, cái nguyên nhân phần lớn là nó do tật khúc xạ, bởi vì 3% số trẻ đẻ ra là có thể gặp cái bệnh lý lắc, và một nửa trong số đó là có thể bị ảnh hưởng đến chức năng nhìn do cái gọi là cái nhược thị. Và khi mà nhược thị như thế mà trên tật khúc xạ thì mình càng phát hiện ra muộn, thì cái sự hợp thị của hai mắt nó càng kém, và khi mà hợp thị hai mắt kém thì cùng với nó là những cái thứ nhận thức về hình ảnh và thế giới bên ngoài của các bạn ấy nó cũng bị sai lệch, và cái sức học cũng bị suy giảm. Một số các cái dấu hiệu của các bạn ấy, đôi khi bố mẹ đi khám mà con nhà em nó nhìn ai nó cứ như là lừa người khác ấy, hoặc là đi học thì nó cứ không ngồi yên một chỗ, nó cứ ngoáy đông ngoáy tây rồi nghiêng ngó cô giáo rất là khó chịu. Cứ tưởng như các bạn ấy nó gọi là cái tăng động, nhưng thực tế không phải, bởi vì khi mà nhìn
nhìn thẳng ấy thì các bạn ấy lại nhìn nó thành hai hình, cho nên cứ liên tục phải điều tiết hoặc là phải thay đổi những cái vị trí nó mới nhìn rõ. Và có những cái trẻ thì nó nhìn kém nhưng nó lại rất trong học, và khi mà nó trong học như thế thì cái não nó cũng phải hoạt động tích cực theo một cái thông tin của mắt đưa vào não, nó xử lý những cái thông tin mà nó không chính xác. Nên thường là về buổi chiều cuối giờ học ấy, trẻ rất mệt mỏi, thậm chí có những bạn liên tục kêu đau đầu, rồi những cái dấu hiệu đó đôi khi mình cứ nghĩ là do cái các bạn ấy không chăm học thế nọ thế kia, nhưng thực ra là đôi khi phụ huynh chưa quan tâm hết mức đến cái mức độ bệnh lý mắt của các con. Và chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp về đi khám bác sĩ với mô tả cụ thể ra, thì một lúc ấy bố mẹ bảo ô thôi chết rồi, thế thì em thấy cái trường hợp như này con em nó bị từ rất lâu rồi, nhưng mà cứ nghĩ là nó bình thường hoặc là nghĩ là do nó giống bố nó hay giống ông nó hay giống bà nó, thậm chí rất rất nhiều lý do được đưa ra để mà giống như là bao biện cho một cái mà đưa con đi khám muộn. Thì theo tôi là với những cái trường hợp mà như tôi vừa nói, những triệu chứng như thế, thì đi đưa con đi khám càng sớm càng tốt. Và với cái sự phát triển của y tế bây giờ thì không hẳn là mình cứ phải đợi đến lúc mình phát hiện triệu chứng mình mới đi khám, đúng không? Kiểm tra định mắt định kỳ đó là một cái mà gần như là một cái bí quyết vàng. Không hẳn là với một cái chuyên ngành mắt, tất cả sức khỏe toàn thân của mình đều cần phải được cái kiểm tra theo cái định kỳ, chứ không phải đợi đến khi mình phát hiện. Đôi khi có những thứ mình phát hiện ra thì nó đã ở giai đoạn rất muộn rồi. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Xanh về vấn đề điều trị cũng như là khám chữa bệnh của bệnh mắt lác. Như vậy là việc các con đi khám mắt định kỳ hàng năm là rất quan trọng. Và đây là cũng là một trong những cái phương châm của bệnh viện chúng ta, đó chính là bữa cơm cho đôi mắt sáng. Thì chúng tôi đang có những cái chương trình rất là hay về khám sàng lọc mắt và dành cho các bạn học sinh từ trường trung học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội để kiểm tra cũng như là sàng lọc, thứ nhất là về tật khúc xạ, thứ hai là về các bệnh lý tại mắt cho các bạn để phát hiện sớm tật khúc xạ tại mắt cũng như là các bệnh lý tại mắt để các con có cơ hội tiếp cận được đến với ngành y tế cũng như là những cái vấn đề, những cái triệu chứng tại mắt một cách tốt hơn và hiệu quả hơn. Và đối với những trường hợp mà các con chưa đi học, ví dụ như là trẻ em từ 0 tuổi cho đến dưới 5 tuổi, thì bố mẹ thì cần phải quan sát cũng như là chủ động để đưa các con đi khám sớm và khám định kỳ hàng năm để các bác sĩ của chúng tôi có thể phát hiện sớm ra tình trạng bệnh lý tại mắt của con. Và từ đầu chương trình đến bây giờ thì bác sĩ Xanh cũng đã chia sẻ cho quý vị khán giả rất nhiều những thông tin bổ ích về bệnh lý mắt lác và có trả lời những cái câu hỏi cũng như là những cái chia sẻ của bác sĩ về bệnh lý mắt lác. Vậy thì để trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ gửi tới quý vị khán giả cách chăm sóc và phòng ngừa bệnh lý mắt lác ở trẻ. Đó là cái bí quyết mà tôi vừa mới nói xong, đó là kiểm tra mắt định kỳ, đúng không? Thường ở một số những cái cơ sở tuyến trung ương thì sau khi ngay từ khi mà bắt đầu mới nằm nòng không, người ta đã có những cái khám đánh giá sức khỏe định kỳ cho một cái trẻ vừa sinh, phát hiện ra những cái bệnh lý mà có thể nó liên quan đến bẩm sinh, thậm chí ở những cái nước mà có cơ sở khoa học kỹ thuật hiện đại, người ta còn sàng, thậm chí ở Việt Nam đã có rồi, đó là sàng lọc trước sinh, đúng không ạ? Phát hiện được rất nhiều bệnh. Còn cái bí quyết đó là kiểm tra định kỳ, kể cả là mình có chưa phát hiện ra cái gì bất thường thì mình vẫn đi khám định kỳ. Theo chúng tôi thì đó là 6 tháng hoặc 1 năm, thậm chí có những cái trường hợp mà khi phát hiện cần phải theo dõi sớm hơn thì bác sĩ sẽ phải đưa ra những cái chỉ định theo dõi sát sao hơn. Với cái ngóc mắt thì đúng rằng nó ảnh hưởng rất nhiều đến thẩm mỹ, và bố mẹ hay ông bà của các bạn hay là bây giờ thế hệ đó, thế hệ ông bà đa phần là sợ con cháu mình sau này nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhiều hơn là nghĩ nó ảnh hưởng đến cái chức năng nhìn, mà đôi khi mình bỏ qua cái mức độ hợp thị của hai mắt. Và khi mà cái vấn đề mà chúng tôi gọi là thị giác hai mắt rất là quan trọng, đó là sự phối hợp của hai mắt để cho ra một cái hình ảnh nó hoàn hảo và trong cái não mình đã xử lý thông tin tốt, thì đúng là cái chúng tôi gọi là chìa khóa vàng, đó là đi khám định kỳ.
Dạ vâng, như vậy là bác sĩ Xanh vừa đưa cho chúng ta một cái chìa khóa cũng như là phương châm vàng trong việc chăm sóc mắt ở trẻ em, đó chính là đưa con đi khám mắt định kỳ. Và chúng tôi hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ Xanh thì quý vị khán giả đã hiểu hơn về bệnh lý lắc mắt, cũng như là có cho mình những cái kim chỉ nam cũng như là những cái từ khóa để có thể là xử lý khi mà con gặp phải tình trạng mắt lác này. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được phép kết thúc chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều trị mắt lác, lấy lại sự tự tin tại đây. Và nếu như quý vị khán giả có những thắc mắc hay là có những cái câu hỏi mà chưa được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi điện về số hotline cũng như là nhắn tin vào fanpage của chúng tôi. Chúng tôi rất là hân hạnh khi mà có thể giải đáp những thắc mắc của quý vị khán giả. Và quý vị hãy nhớ follow hoặc là thường xuyên truy cập website của hệ thống bệnh viện mắt HiTech để có thể cập nhật những thông tin hữu ích về sức khỏe đôi mắt cũng như người thân và người thân của mình. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn bác sĩ Xanh đã tham gia đồng hành và chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều những kiến thức và những cái kinh nghiệm bổ ích trong quá trình làm nghề của bác sĩ, và hy vọng là sẽ được gặp lại bác sĩ trong những số livestream tiếp theo. Dạ, xin chào quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15 giờ chiều thứ 6 tuần sau. Xin chào.